tự sinh, giao diện cũng khá dễ gần. Lại chẳng thiếu tâm, chẳng chạm đất, 1m6 thiếu một phần. Thế mà hôm nào vẫn còn nói con gái như thế mới dễ thương. Vậy mà hôm nay anh lại kêu, nhìn như thế cũng tạm được. Đã bao giờ anh nghe, có bao điều khi yêu. Một là không nói dối, hai là không nói dối nhiều lần. Cứ sợ còn thấy nước mắt, cứ sợ còn những vết cỡ. Có lẽ nào đến lúc khi hai ta đã hết đường. Thank you.
nhau kiểu gì vậy em? Mối tình này không công khai, yêu mập mờ không tương lai. Âm thầm rằng người yêu rất đôi vai gầy, trên con đường em đi tuy hơ sơ. Tựa thân anh này em ơi, làn hơi ấm nhất trên đời, bất kể nào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.